anh ghép cái búa của Thor đang bay vào tay em với ạ. Con gái chân yếu tay mềm như bàn thì nên dùng búa nhựa thôi nhá. Đứa tận tay luôn đấy. Các cao nhân xóa giúp em cái ghế được không? Xóa cái ghế rồi thì phải treo lên thế này mới lơ lửng được chứ. À đù, bay trên trời mà còn bị bắn tốc độ kìa. Các cao nhân chỉnh cho bạn Nam cười tươi lên với ạ. Anh chị giúp em cho chân cao lên xíu được không ạ? Em cảm ơn, nhìn ảnh em không muốn up. Em cảm ơn anh chị. Sao em nói là em đi học thêm? Đứng lên ghế cho cao hơn một tí nhá. Các anh xóa những người phía sau giúp em với ạ. Em cảm ơn. Anh em thử đoán xem cô ấy mặc quần màu gì. Mình xin mạnh dạn dự đoán cô ấy mặc quần màu đỏ. Xóa làm gì, đóng cửa lại là được rồi. Các cao nhân xóa giúp em bình chữa cháy với ạ. Em cảm ơn trước. Đấy, bây giờ thấy giá trị của bình cứu hỏa chưa? Dập lửa đi kìa. Các bác xóa giúp em thằng nhóc phía sau được không? À đủ, thằng nhỏ này dẫm tặc phải rồi. Bộ áo quần này nhìn quen quen nhỉ. Mọi người có tâm xóa giúp em cái tay với ạ. Bóp đi, bóp đi. Hay bóp đi, bóp đi, đừng ngại ngùng. Một tay chưa đủ thì bốn tay nhá. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ nhỏ và bố thằng bé. Sáng tạo gì đi. Wow. Anh em muốn chơi câu tuột không? What the hell? Cotex Style, bảo vệ toàn diện, bạn gái sẻ chia. Nhờ các cao nhân chỉnh lại bầu trời cho em với ạ. Em cảm ơn. À đủ, đấy hình như là xe bắt chó mà. Các bro có thể giúp em cao hơn bạn nữ được không? Đấy, cao hơn rồi đấy. Kéo chân dài ra một tí là cao hơn ngay. Hoặc là đứng lên ghế. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Tao nhìn tao tức mà tao phải ngồi xuống luôn á. Các cao nhân chỉnh cho cái cà vạt cho ngay ngắn giúp em. Em là người mang ba lô đỏ. Các
anh cho em đứng ở đâu đẹp đẹp tí ạ? Các anh chỉnh cho em ngầu tí ạ, em cảm ơn. Đeo kính đen thì đi đánh ghen cho ngầu nha. Thôi, về quê chăn lớn đi. Các anh giúp em chỉnh cảnh buồn buồn một tí nhé. Ấy ấy, đừng nhảy câu bạn ơi. Nhờ cao nhân xóa giùm em những người phía sau nhé. Cam kết không xóa bài, em cảm ơn ạ. Mấy người kia, ra chỗ khác cho người ta chụp ảnh. Xin cái này rồi đi. Ơ, sao anh này lại lấy quân slip của người ta thế? Mọi người có thể xóa bạn nam giúp em được không ạ? Em cảm ơn. Ở đâu có bạn kem thì ở đấy có thằng năng trực. Cái này đẹp thế. Bác nào có thể chỉnh sửa giúp bọn em ngầu tí được không ạ? Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc nha. Đôi ghế lên đầu cho ngầu nhá. Mọi người xóa dùm chùm tóc trên đầu với chai Pepsi với ạ. Ơ, chai Pepsi đâu rồi nhỉ? Giá xua gắn tim 20GG. Lớp 1 đến lớp 5 ta còn chưa sợ. Vậy thì cái lớp 10, lớp 7 như vậy. Thế làm sao mà Mọc sừng. Các anh thay con chó thành con sư tử giúp em được không? Ơ, biến con chó thành con sư tử mà sao lại ra thế này? Thôi, bạn dùng tạm sư tử biển nhá. Các cao nhân cho em nằm cạnh một anh đẹp trai được không? Hello, motherfucker. Mình trỗi lại rồi đấy. Anh em thích làm gì thì làm nha. Các anh có ý tưởng gì không ạ? Các cao nhân chỉnh giúp em chiếc cà vạt về thẳng được không ạ? Em cảm ơn trước ạ. Các bác có thể sơn vàng cơ thể em như đang đi thi đấu thể hình với ạ. Ý của bạn là vàng như thế này hả? Các cao nhân xóa anh phía sau giúp em với ạ. Trời nắng quá, đội nón lên cho mát nha. Các cao nhân chỉnh cho em ngầu hơn với ạ, em cảm ơn. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.